hai trường chín sân huy đều. Cảm ơn quý vị. Mời ai đủ và dưới số hiệu làm thủ tục sẽ lại. Phải nói là năm nay lễ hội thôn Minh Khai của chúng tôi tổ chức quá nhiều kêu vật hay, kêu vật đẹp. Nếu anh Thư giành chiến thắng ở kêu vật này, gia đình anh Bình Hoa tiếp tục thưởng cho đô anh Thư 500.000 đồng. Anh Tư thì từ đấy giờ là đi ăn thêm rồi, để về cho khỏe chuẩn bị mặc tiếp. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Hai đội tiếp tục. Treo giải thưởng ở kéo vật này là 500.000 đồng và có gia đình anh Bền Hoa trao thưởng riêng cho nếu Đô Anh Thư giành chiến thắng là 500.000 đồng. Nếu anh Thư mà giành chiến thắng ở kéo vật này, anh gia đình anh An Khoa tiếp tục thưởng cho anh Thư 500.000 đồng nữa. Xin cảm ơn gia đình anh Bền Hoa và gia đình anh An Hoa. Chúc các anh và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Rồi hai đội. Đúng rồi, quên mất không nhắc là phải mặc đúng trang phục thi đấu. Nào và có chúng ta cho một tràng pháo tay của bốn trai đâu. Mời anh Thư vào giữa sân. Phải nói là Đô Anh Thư nhìn rất là chắc chắn, rồi là các Thư rất là quan trọng. Từ nãy giờ là rất nhiều người lên nhắn tin xin số điện thoại của các Đô Văn Nữ rồi, nhưng mà ban tổ chức chúng tôi vẫn chưa xác minh được là Đô đấy có mấy thanh niên ở làng này là có vợ chưa, nên là chưa dám cho. Sao rồi, bà con nhân dân cho một tràng pháo tay đi để cổ vũ cho anh Đô. Ông Trung Ngọc và Minh Ngọc phải đội tiếp tục. Vâng, xin bà con nhân dân cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho anh Quân. Nếu anh Tư giành chiến thắng ở kèo vật này thì anh Quân đỏ 2.900.000 đồng rồi. Vậy nói là quá bát nhãn luôn. Xin bà con chúng ta cho một tràng pháo tay nữa để cổ vũ. Nếu anh Tư giành chiến thắng ở kèo vật này, nếu anh Tư giành chiến thắng ở kèo vật này thì anh Tư là 2.900.000 đồng. Nếu anh Tư giành chiến thắng ở kèo vật này thì anh Tư là
2 triệu 900 nghìn đồng. Vâng. Ở trong chương trình đó, Bùi Ngọc là có ngửa rồi, nhưng mà hai chỉ ngửa cái phần vai của Bùi Ngọc là chưa chạm thảm. Đây là ban tổ chức chúng tôi vẫn chưa bắt. Hai đôi. Ngửa qua nhưng mà chưa có gọi là kiểm soát thì ban tổ chức tôi vẫn tiếp tục cho thi đấu. Có thể là nó hơi bị vặn cái vai một tí thôi, vì là cái đòn đấy là người ta quấn là khi mình không chống lại thì mình phải lộn đi, nhưng mà nhiều khi là ông Đông Ngọc là cố tình kháng lại cái lực và chống lại thì rất dễ là nó sẽ bị đau, không vấn đề gì đâu. Hãy đo cho ông Đông Ngọc ra xem còn thi đấu được không, nếu không thi đấu được thì sẽ chịu đá. Không vấn đề gì đâu. 12 đô giải nhất chuẩn bị để xem Nô Ngọc còn thi đấu được không, nếu mà không thi đấu được nữa thì